chính thức tôi không phải bạn yêu mi câu tràn nữa. Các bạn xem đi. Mình kể hết sự việc chị hai mình. Thì yêu mi câu trang có lần chị hai mình giả là người chung cái chị hai mình ghi tiếng chung rồi nó dịch. Chị hai mình ghi tiếng chung rồi nó dịch nó kêu bác hồ là cả con tiếp nữa nó có ly ta xanh dịu dàng rồi chị hai mình ghi bạn có biết bác hồ không nó bảo người chung à cái nó chửi bác hồ số xã này nọ ghét quá mấy đứa mắt nét cút đừng làm tôi nói cho bạn biết bạn có chứng cứ co nếu có đoạn chat tôi xúc phạm bác hồ thì tôi sẽ có nói nữa nếu có chứng cứ tôi xúc phạm bác thì hẳn nói đằng này đã co có chứng cứ còn đeo bạn hỏi tôi là tôi có yêu bác rồi còn bảo tôi là ngày sinh bác là ngày bao nhiêu tôi mong bạn sẽ đính chính lại và có chứng cứ ạ à? mong mọi người sẽ tin mic còn giờ thì bà nhé